Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm người thân. Và đặc biệt hôm nay một cái câu chuyện tiếp theo, một em gái ở một tỉnh rất xa về đây báo thông tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một người bạn trai, gọi là một đây là gọi một thanh niên này chuyên đi lừa đảo. Thì hôm nay anh em cũng ghi nhận cái thông tin này, em gái này chia sẻ câu chuyện phải nói là rất đáng thương. Hiện nay không những như vậy mà thanh niên này đã lừa đảo lợi dụng cả tình cả tiền và đến giờ phút này còn hăm dọa em gái này. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi chào em gái nhé. Rồi em có thể em cho anh biết là hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là đăng tin tìm ai đây? Dạ tìm người này nó lừa đảo em. Là lúc trước thì có bà chị là làm chung công ty với em á, là có giới thiệu với anh này, thì giới thiệu qua mạng thôi. Rồi cái anh nó làm mượn, anh khóc lóc như là mượn tiền em là 5 triệu là hứa hẹn là cũng sẽ trả. Mà anh kìm trong bóng tối, anh nói là đi ra hẹn đi là anh trả. Rồi trong khi đó anh cầm dao kê cổ cho em. Cầm gì? Dạ cầm dao á. Cầm dao? Dạ kê cổ. Có kê cổ em? Dạ. Có rồi, có dấu vết gì không? Dạ không, chỉ hâm hù thôi, hay dọ. Rồi cái đầu của anh rồi kêu đưa tài sản rồi vòng với cái iPhone với xe hết với 15 triệu trên người em rồi. Vậy là cướp của em luôn? Dạ. Rồi từ lúc mà anh đi đến giờ rồi nhiệt tâm luôn. Rồi có một lần bữa 30 tay em có nhờ nhóm người bạn là điện lên cái ảnh ham me đe dọa tính mạng em, rồi em cũng sợ. Em nói lớn tiếng em. Dạ em cũng sợ rồi cũng sợ này kia rồi sợ tính mạng rồi còn lo con nữa. Rồi có nhờ mấy anh công an rồi mấy anh cũng không có giải quyết gì được hết. Em cho anh hỏi này, em có mối quan hệ với thanh niên này lâu chưa? Dạ chưa được năm. Chưa được một năm. Dạ. Mình bắt đầu quen nhau là ai là người giới thiệu em? Dạ chị ở công ty. Chị cùng công ty em đúng không? Dạ. Giới thiệu là người ta có vợ có con chưa? Dạ chưa. Chưa, nói là chưa. Dạ. Nhưng mà thực sự đến giờ phút này em kiểm chứng chưa? Dạ chưa. Em đã được biết chưa? Dạ, biết chưa. Nhiều về thanh niên này chưa? Dạ chưa. Em có biết quên quán ở đâu không em? Dạ em nhờ có trước ảnh có chụp cái căn cước công dân qua thì em cũng tìm này kia, đây cũng tìm chỗ ở cũng gần chỗ em ở. Rồi nên người ta họ tên là gì em? Dạ tên là Hồ Văn Tiến. Hồ Văn Tiến. Năm nay là bao nhiêu tuổi em? Sinh ngày mấy tháng dạ, mấy năm mấy? Ngày 7 tháng 2 năm 1995. 7 tháng 2 1995. Dạ. Năm nay là 31, 32 tuổi phải không? Dạ tuổi hỏi. À dạ. Vậy là em quen là được một bà chị trong công ty giới thiệu. Dạ. Giới thiệu là mục đích chính là mình nhằm quen là yêu đương đúng không? Dạ. Rồi sau đó là hai bên gặp nhau ở đâu? Dạ ở trên Mỹ Tho. Tiền Giang. Dạ. Mỹ Tho Tiền Giang. Dạ. Sau đó gặp nhau xa dữ vậy. Dạ tại vì anh chạy nói là anh đi công tác này kia rồi em cũng tin đó. Công tác. Dạ, theo em này, theo em thì thanh niên này công tác cái gì? Dạ bộ đội này kia. Bộ đội sao lại có cái nón màu trắng này, nón bảo hộ lao động này em? Dạ em không biết nó ảnh đi làm đâu rồi em mới tìm lục ra vậy. Em lục ra. Dạ. Vậy là em từ đâu để em lên về Tiền Giang gặp? Về Mỹ Tho gặp? Dạ Mỹ Tho. Nhà em ở Mỹ Tho. Dạ. Em về đâu gặp? Hay là em hẹn người ta về gặp dạ, em? Dạ anh hẹn em rồi em mới lên chẳng nó gặp. Mình gặp nhau là gặp nhau ở đâu em? Dạ ở quán cà phê. Rồi xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Nói chuyện nhau lâu không? Dạ không, rồi bắt đầu anh mới rủ em đi khách sạn. Dạ. Gặp nhau cái rủ em đi khách sạn luôn. Dạ. Rồi cho anh hỏi này, đi khách sạn thì mình lâu không, bao thời gian em về? Dạ cũng không lâu, mấy mấy tiếng. Dạ 2 tiếng, gần có 2 tiếng. 2 tiếng về. Dạ. Là thanh niên này đi bằng xe gì em? Dạ xe lúc mà xe quay á. Quay xe quay Honda hay là quay Trung Quốc? Dạ quay Honda. Quay Honda biển số mấy em nhớ không? Dạ không, không nhớ biển số. Dạ. Xe màu gì? Dạ màu đỏ. Màu đỏ. Thanh niên này cao mét mấy em? Dạ anh cao cũng 1m6 mấy, 6m7 á. Ừ, 1m67. Dạ. Rồi hôm đó thanh niên này có hứa hẹn em điều gì không? Dạ anh nói là hứa trả tiền em này kia. Nhưng mà không, anh chưa hỏi tiền. Bởi vì mình mới gặp nhau mà. Dạ. Hôm đó mình gọi là mình đi khách sạn với nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Và 2 tiếng sau thì về luôn hay là hai bên có cho đổi gì mượn tiền, mượn bạc, mượn xe gì không? Dạ không, với qua bữa sau, tháng sau nữa anh mới... Bao nhiêu ngày sau? Dạ, tháng sau. Một tháng sau, hai bên tiếp tục gặp nhau. Dạ. Gặp nhau ở đâu em? Dạ, rủ đầu hẹn khách sạn.
Huyện khách sạn, ở khách sạn ở đó luôn, khách sạn khác? Dạ khác. Ở đâu? Dạ ở quê hương á, tên là quê hương. Khách sạn quê hương nhưng mà ở đâu á? Ở Mỹ Tho. Mỹ Tho luôn. Dạ. Rồi, thanh niên đấy, em có hỏi thanh niên là làm công việc gì cụ thể không? Dạ, anh nói là anh mới ra bộ đội này kia, là anh không đi làm tiệm việc này kia nữa. Rồi anh nói là anh đi công tác nhiều nơi mà em cũng không biết. Rồi Em nói chuyện lớn tiếng này em. anh cũng nói đi công tác nhiều nơi nữa. Dạ, nên em cũng tin tưởng. Thì anh nói, bắt đầu anh qua tháng sau, cũng 2-3 tháng nữa. Anh mới nói là mẹ anh bệnh thôi, giờ em có 5 triệu không? Cho anh mượn đỡ 5 triệu. Mẹ Rồi, bệnh có 5 triệu không, cho mượn đỡ 5 triệu. dạ Là lần thứ hai gặp khách sạn xong hỏi mượn tiền. Dạ Khách sạn đi khách sạn ai người trả tiền? Dạ em Em trả tiền. Dạ Lần đầu tiên em là ai là người trả tiền? Dạ cũng em Cũng luôn. em luôn. Tại sao mà thanh niên này không có tiền? Anh nói giờ anh không có rút tiền được, bởi Sao rút vì được? anh nói cái kẹt cái thẻ, anh nói Kẹt thẻ không rút được tiền. dạ Thế thanh niên này không xài tiền mặt luôn à? dạ không. Anh cho anh hỏi này, thế trả tiền nước ấy, uống cà phê lần đầu tiên ấy, gặp ở quán là ai là người trả tiền cà phê? Dạ cũng em Cũng luôn. em luôn. Vì em cho anh hỏi ngược lại, bắt đầu em mới gặp mặt là người ta giới thiệu em gặp mặt, bắt đầu hai người bắt đầu quen nhau đúng không, để gặp nhau ở tại quán cà phê. Em thấy người ta thanh niên này có điều gì sai, hoặc có điều gì mình ưng ý, hoặc có gì đúng hoặc có gì sai, hoặc là em có thiện cảm với thanh niên nào? Dạ Em cũng nhìn thì sao, theo em có, nhìn dạ em nhìn là tiếng như anh thấy hiền. nhìn thấy hiền. Dạ thì cứ như anh cũng mới bộ đội ra là em cũng tin tưởng. Là em qua em sao em cũng muốn biết nữa. Rồi cái em cũng nghe lời anh đó. Rồi cũng cho mượn tiền này kia, nói chung là nhiều lần em cho mượn lắm đó. Tổng cộng là thanh niên này gặp em bao nhiêu lần, em có nhớ không? Dạ em cũng không nhớ. Nhiều lần đúng không? Dạ. Khoảng thường thường là bao nhiêu tuần gặp nhau một lần? Dạ, một tuần thì anh cũng có khi vài tháng á, hoặc là 1-2 tháng á. Nhưng mà hàng ngày có trò chuyện với nhau không? Dạ có nhắn tin. Nhắn tin liên tục không? Dạ gọi không Gọi, à. gọi Zalo đúng không? Dạ. Khoảng mấy giờ? Cũng phải em đi làm về cũng khoảng là 8-9 giờ thôi. 8 giờ tối, gọi lâu không? Dạ không, gọi chút xíu mà. Khoảng mấy phút? Dạ cũng khoảng 6 phút, 6-7 phút ạ. Nói chung là gọi 5 7 phút là tức là tắt. Dạ. Là nó là bận việc đúng không? Họ nghỉ đúng không? Dạ đúng rồi. Em thấy cái tình yêu người ta dành cho em như thế là liệu thật không? Theo em. Dạ. Anh không nói là hiện tại bây giờ mà anh nói cái thời điểm trước theo như em. Cũng đồng lòng cũng thấy thương nên thôi em cũng tin tưởng vào ảnh. Em tưởng thật đúng không? Dạ anh nói là cũng đồ cưới em nên em cũng tin. Em cho anh hỏi này. Hiện nay là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em mới 23. 23 tuổi. Dạ Sinh năm 2000 đúng không? dạ Vậy là thanh niên này nói là hứa hẹn yêu em. dạ Và mượn em nhiều lần tiền. dạ Em thấy một người đàn ông mà một người thanh niên, nhất là đi làm việc đúng không? Đi làm ăn mà trong túi không có đồng nào. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là đi cà phê em cũng trả tiền, đi khách sạn em trả tiền. Và không những như vậy là còn hỏi mượn tiền em. Lần đầu tiên mấy triệu em? Dạ lúc đó anh mượn em 2 triệu. 2 triệu. Dạ. Nói là mượn 2 triệu để làm gì? Dạ anh nói đi làm ăn rồi em cũng cho mượn 2 triệu. Cái qua bữa sau anh nói là mẹ bị bệnh là cho mượn 5 triệu. Rồi em cũng bỏ tiền túi ra em đưa cho anh 5 triệu. Rồi qua thử sau anh 2 tháng nữa. Cái nó hẹn là con bóng tối á, có đường hẻm nhỏ Anh mà hẹn vào em ở một cái đường vọng bóng tối đúng không? Hẻm nhỏ đúng không? Ở đâu? Ở dạ đâu? cũng Tiền Giang Ở luôn. Tiền Giang luôn. Dạ rồi cái anh hẹn rồi anh đưa kề dao bắt đầu rồi Kề anh dao cổ đưa em kìa, luôn. anh bỏ cái cọc tiền bịch đen á, rồi anh nói anh đưa tiền rồi cái anh cầm dao bấm anh đưa kề cổ em á, rồi kia mốt vàng dòng ra rồi điện thoại xe rồi đưa cọc vẹt gốc á. Mà em khi đó em mới mua xe cọc vẹt ô tô thôi chứ chưa là gốc nữa. Trời ơi, vậy là cướp sẵn em luôn. Đó là hình thức cướp hay là lừa đảo? Dạ cướp Cướp luôn. em luôn. Dạ Gọi là hẹn em ra, em cứ tưởng thật là em cứ tưởng ra gặp người yêu đúng không? dạ Nhưng mà hẹn em vào chỗ tối. dạ Em có nhớ địa chỉ không? lúc em buổi tối làm điều cướp điện em cũng không Ừ, nhớ. ngay lúc bây giờ xong rồi em có em nghĩ về điều gì, em có la hét lên không? Em cũng không dám la, nó la sợ anh làm tính mạng mình cũng mấy. Em sợ không đảm bảo tính mạng của em. dạ Vậy lúc bây giờ là thanh niên này cướp của em những cái gì trên người? dạ một bộ dòng xi Bao bao nhiêu mấy cái? Vòng xi men. Dạ măng 7 cái. mấy cái? 7 cái. Và cướp cái gì nữa? Rồi một cái iPhone 1 Pro Max là 13.290.000 với cái chiếc xe ẹt nữa em mua lại là cũng khoảng ba mấy á. 3 mấy triệu. Rồi trong người em có tiền không? Dạ có, trong người em là 15 triệu. Cướp luôn. Dạ cướp hết luôn. Trời ơi. Tại vì lúc đó em mới làm về em mới lãnh lương ra. Mới lãnh lương rằng em có biết khi em mới lãnh lương ra là thanh niên này có biết em lãnh lương không? Dạ không. Không mà, hôm đó ngày mấy tháng mấy em nhớ không? Em nhớ là ngày 12 không à. Tháng 12 hả? Dạ Có nhớ ngày không em? Dạ không,
Em có báo công an chưa? Em có báo rồi, công an đó, giờ công an cũng đâu có tìm được đâu mà báo. Trời ơi, sao báo công an, công an tìm chứ? Em có làm đơn rồi, công an nó không có giải quyết gì được đó. Công an xong rồi giải quyết? Dạ không, tại vì em nhờ mấy anh công an đó, giờ lâu quá mấy công an nhờ có chuyện. Tại vì bữa 30 tháng 5 này anh có âm nghe đe dọa tính mạng em rồi. Đe dọa làm sao? Nói là hả, bây giờ muốn ghi ông Trang lấy tiền hay không? Dạ muốn lấy tiền hay không? Em cái bạn em nói là muốn, nhưng mà anh nói á, mày kêu con Trang ra gặp mặt nói chuyện với tao. Cái nếu mà không ra gặp mặt á là cái tính mạng á không có đậu đem về. Ông bà già nó thờ á, nên nó cũng sợ tính mạng rồi, con còn nhỏ nữa. Bây giờ cho anh hỏi này, thanh niên này là hẹn em gặp ở đâu? Bây giờ hiện nay đang hẹn em ở đâu? Không, chỉ nói thôi chứ. Chỉ nói là gặp chứ không nói hẹn đúng không? Dạ, đúng rồi. Thanh niên này quê gốc ở đâu, em có thể đọc lại địa chỉ, họ tên, số điện thoại và địa chỉ không? Dạ, huyện Lâm Đồng. Huyện Lâm Đồng, sống ở tại Lâm Đồng, à quê tại Lâm Đồng, Lâm Đồng, Đà Lạt. Đúng không? Phải không? Dạ đúng rồi. Mà sinh năm mấy? Họ tên là gì? Dạ, Hồ Văn Tiến. Hồ Văn Tiến. Dạ. Sinh năm mấy? Ngày 7 tháng 2 1995. 7 tháng 2 1995, quê tại Lâm Đồng, Đà Lạt đúng không? Dạ. Rồi. À, thanh niên này đặc điểm nhận dạng sao em có thể nói rõ hơn đấy. Anh thì người anh cao cũng khoảng 1m67. Cao 1m67? Dạ. Rồi, đang làm công việc gì ở đâu em biết không? Dạ, anh không biết, hôm trước anh làm bên xây dựng này kia rồi. Làm bên xây dựng, đấy là nghe thôi, em chưa thấy. Dạ, đúng. Em thấy chưa? Dạ, chưa. À, hiện nay là tổng số tiền, anh không chưa hỏi số tiền bị cướp hôm đó. Dạ. Tài sản bị cướp anh không tính. Anh đang hỏi là cái số tiền, tổng số tiền em cho thanh niên này mượn bao nhiêu lần? Nhớ bao nhiêu tiền không? Nhiều lần. Khoảng bao nhiêu? Dạ, có kêu 100, 200 cũng 100 triệu? Dạ không, 100 ngàn rồi, cũng có kêu nạp cạc rồi 200, 300. Phải có một lần là 2 triệu, 1 triệu cũng có nữa. Nhưng tại sao em không hiểu rõ về thanh niên này? Thanh niên này có gọi em về nhà em chơi không? Về nhà thanh niên này chơi không? Dạ không. Không? Dạ. Thế tại sao em yêu đương một cách anh thấy là nó nghiêm túc, nó rất mù quáng? Hiện nay em chưa biết gì về thanh niên này mà em dám đi chơi với người ta, điều thứ nhất. Điều thứ hai là em đưa người ta rất mượn rất nhiều tiền mà trong đó là em chưa hiểu gì về người ta đó, đến rốt cục lại cuối cùng người ta cướp sấn em luôn. Em nói lại là cướp hôm đó là khoảng mấy giờ? Dạ, bữa đó em về tối cũng lúc mới tham gia là cũng gần 9 giờ tối là 21 giờ đêm. Dạ. Bị cướp tại địa điểm ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Dạ. Em nhắc lại là cướp những cái gì? Dạ, một bộ dòng xi măng. 7 cái? Dạ, 7 cái. Một chiếc xe gì? Với một chiếc xe S. Biển số mấy? Dạ, 63B440468. 40468? Dạ. Rồi, màu gì? Xe màu gì? Dạ, màu xanh. Xe màu xanh? Dạ. Xe đó em mua là nhiêu tiền? Mua lại nhiêu tiền? Dạ, 30 mấy á. Rồi, trong người em bao nhiêu tiền nữa? Dạ, 15 triệu. Cướp sẵn 15 triệu, lột sạch của em luôn? Dạ. Kể ra của em luôn? Dạ. Cướp sẵn? Dạ. Và khi em có hỏi lúc này, thanh niên này bắt đầu chạy em có la hét không? Dạ không, em không dám, sợ anh quay lại rồi anh nhát. Sao em nhát dữ vậy? Tại lúc đó em cũng không dám nói gì nhiều. Hiện nay là gia đình em có biết không? Dạ biết, anh mới nhờ em, nhờ hiệp sĩ này kia. Gia đình em báo là về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đúng không? Dạ đúng. Rồi, hôm nay các anh em sẽ ghi nhận cái thông tin của em. Dạ. Chưa biết là thông tin em báo như này là có đúng chính xác không? Dạ chính xác. Nếu sai? Nếu sai em kể rằng là trách nhiệm. Nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Dạ đúng. Bởi vì anh em này cũng chưa xác minh được. Dạ. Nhưng mà anh hy vọng, anh tin tưởng một cô gái rất hiền lành giống như em nhá. Em quê gốc ở đâu? Dạ, quê gốc em Tiền Giang. Tiền Giang ha. Dạ. Rồi, anh rất tin tưởng em, anh hy vọng là anh sẽ giúp được em trong câu chuyện này. Dạ. Nhá. Dạ. Thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm phát hiện hoặc tìm được thông tin chính thức thanh niên này đang ở đâu. Dạ. Nếu đặc biệt tất cả các công ty, công sở, tất cả các công trường lao động hoặc dạ, những công trình đang xây dựng, nếu ai ở đâu phát hiện là thanh niên lêu hình như trên, hoặc ai phát hiện là thanh niên này đi xe ôm, đi Grab hoặc bến tàu, bến xe, thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách đưa thanh niên này ra cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc cướp tài sản của một em gái năm nay là 23 tuổi. Thì cái câu chuyện này anh em hiệp sĩ Bình Dương đã luôn luôn cảnh báo rất nhiều, tuyệt đối không yêu trên mạng, tuyệt đối chưa hiểu gì không nên yêu và không nên quen, đặc biệt là không bao giờ đi khách sạn với những thanh niên này hoặc những người mình chưa biết gì, vì có thể là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đây cũng là em gái này, hiện nay thì đã quen em gái này rất nhiều lần nhưng mà đi thì thực sự là không có đồng nào, toàn bắt em gái này trả tiền. Đến giờ phút này, cái lần cuối cùng là chốt hạ là thanh niên này cướp toàn bộ tài sản và kề dao vào cổ, cướp toàn bộ tài sản của em gái này. Thực sự câu chuyện rất đáng tiếc đó. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này không? Dạ, em cũng không, các anh các chú hiệp sĩ cũng không tìm giúp đỡ gì nhanh chóng, em tìm được đối tượng cướp em
em cũng sợ là sợ đi đường này kia rồi sợ tính mạng em còn nhỏ còn lo con em nữa. Rồi cho anh hỏi này, thanh niên này mới đây nhất là hăm dọa em cái gì? dạ kêu em phải đóng tiền xe phải được tiền xe gấp này kia rồi không đóng nào em nói em không có đóng. Lúc đầu anh mới điện em nói bây giờ con trai mình nó đi ra đường á là tôi thấy là tôi cắt cổ em về cho ông bà kìa Ừ. rồi nên em cũng sợ Em rồi sợ. giờ em mới chạy về em có báo không em có báo là quận quận xong với phường phường kêu về xã xã báo làm đơn mà xã không có nhất gì nữa nó lâu quá rồi em mới lên nhờ mấy chú anh hiệp sĩ lên. Cho nhỏ này, đóng tiền xe là tiền gì? Xe đó em mua trả góp hay trả Dạ thắng? em mua trả góp. Trả góp à? Dạ. Cái xe nó hiện ra trước cả vẹt, Dạ chưa. đúng không? Dạ. Ừ. Hiện nay thì thanh niên này em mua xe là em mua xe mang tên của ai? Em mang tên của em. Tên của em. Nhưng mà thanh niên này hiện nay đi là không có giấy tờ, có cả vẹt không? Dạ có vẹt photo Phô tô thôi đúng á. không? Dạ. Nhưng mà hàng tháng bây giờ ai là người đóng tiền? Dạ em còn 4 triệu mấy nữa. Đóng còn 4 triệu mấy là hết đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ thì 4 triệu mấy nay mà em lấy cả vẹt em giữ lại nhá. Và hiện nay em trình báo cơ quan công an là bị cướp chiếm đoạt tài sản, cướp nha, toàn bộ những tài sản đó em trình báo. Trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em hình sự Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức, sẽ đưa đầu thanh niên này ra cơ quan công an nơi gần nhất. Nếu các cô chú anh chị ai phát hiện ra thanh niên này thì báo cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm giúp tài sản cho em gái này, vì em gái này thực sự là tuổi đời cũng mới lớn đó, cho nên là vấp phải một cái mối tình không đáng có. Và thanh niên này hiện nay đã lừa đảo và đã cướp toàn bộ tài sản của em gái này. Nếu ai biết được thông tin chính thức của thanh niên này đang ở đâu thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, các anh em này giúp miễn phí. Các cô chú anh chị nếu ai báo tin, anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ luôn luôn giữ bí mật toàn bộ, nên các cô chú anh chị mọi người cứ yên tâm. Bởi đây là có thể là một cái thanh niên là rất lưu manh lừa đảo các chị em phụ nữ, đặc biệt là các bé gái, các em gái tuổi đời rất nhỏ như thế này, không may gặp một cái tình yêu gọi là sét đánh mà đã bị thanh niên này dụ dỗ. Thì trong thời gian vừa qua thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đưa đầu rất nhiều thanh niên đã lừa đảo, lừa tình, lừa tiền các chị em gái, các chị em phụ nữ đã đưa qua cơ quan công an rồi. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì các chị em ai đó yêu ai đó thì phải cảnh giác, tránh tình trạng bị lừa đảo cả tình lẫn tiền, mà thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng này. Em còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không em? Dạ không em xin chỉ mong cái anh mấy chú hiệp sĩ thôi mong tìm được người này thôi chứ em còn gì hết Hiện nay em còn tiền xài không? dạ còn Còn nhiều không? Đủ xài không? dạ đủ Rồi. Em bây giờ là thực sự là anh thấy em là một cô gái rất tội, rất thương. Nói chuyện không nghe lời, đúng không? Vì rất bức xúc mình mất cả tình, mất cả tiền, đúng không? Mà không những như vậy còn đe dọa, bị đe dọa tính mạng nữa. Thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để giúp em trong câu chuyện này em nhé. Rồi cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ quân Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe em cũng như toàn thể gia đình em, mà cùng tất cả các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ cho đội hiệp sĩ quân Bình Dương trong thời gian qua để giúp đời giúp người. Trong thời gian qua thì anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều các trường hợp, các chị em gái, thậm chí các gia đình đã tan cửa nát nhà nhưng mà đã quay trở về rồi. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ giúp được em trong câu chuyện này em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ngoan trong những video tiếp theo.